mua điện thoại giá rẻ rồi hô biến trở thành điện thoại xịn và chính hãng. Những đối tượng của đường dây này đã bị công an của quận Đống Đa, Hà Nội vạch trần. Hai đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là chuyên mua điện thoại có giá trị cao, được ưa chuộng trên thị trường của các hãng như là Apple, Samsung sản xuất nhằm mục đích lấy vỏ hộp chính hãng và hóa đơn bán hàng của các đơn vị trên. Sau đó, các đối tượng mở hộp cháo điện thoại di động nhái nhãn hiệu có giá trị thấp, không rõ nguồn gốc rồi dán lại tem như cũ và lừa bán cho người tiêu dùng. Với những chiếc điện thoại chính hãng đã mua, bọn chúng tiếp tục đưa về các tỉnh bán để kiếm lời. Chỉ trong tháng 12 năm 2016, với thủ đoạn này thì nhóm đối tượng đã thực hiện thành công 7 vụ lừa đảo.